Dạ thưa Bồ Tát Thánh Chân, được biết hôm nay là sinh nhật của Bồ Tát, với lại Bồ Tát gửi cho con 300.000 để phóng sanh cá, thì con báo cho Bồ Tát xin vui. Hôm nay là ngày mà làng chài người ta đi bắt cá trở lại đó, thì hai gia đình đi bắt mà chỉ có nhiêu đây thôi, 9 con cá thôi, mà 9 con này là 9 con mới. Nghĩa là sao ta? Là nghĩa là những con cá mà mình giải cứu suốt một tháng qua đó, nó không xuất hiện nữa. Và người ta bắt lại cũng không còn được nhiều như trước nữa. Và tối nay người ta bắt được có 9 con thôi. Thì cảm ơn Bồ Tát gửi cho con 300.000 phóng sanh cá thòi lòi. Con cũng chúc mừng sinh nhật Bồ Tát, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Rồi gia đình thì tai qua nạn khỏi cái mùa dịch Covid này. Rồi, đây, nhìn kỹ 9 con đây ạ. Thì bây giờ con cũng không biết làm cái clip gì cho nó hay. Con nghĩ con sẽ làm một cái clip câu view là chó giải cứu động vật nhé. Những con thần thú của con đang huấn luyện đây, những bạn này sẽ đi giải cứu cá thòi lòi. Thì cái video này con sẽ làm không lời thoại luôn. Con sẽ quay tặng cho Bồ Tát Thánh Chân và cảm ơn công đức giải cứu cá thòi lòi của Bồ Tát. Và để chúc mừng sinh nhật của Bồ Tát luôn á. Dạ, đây cá thòi lòi nó thở đây ạ. Ok. Dạ dạ, đóng lại chứ hồi nó nhảy. Nó nhảy cao lắm. Nó quá là thông minh đúng không à. Dễ gì bắt nó lại. Con nói rồi, tụi này nó thông minh lắm. Nhưng mà tối nay nè, mọi người mà bắt nhiều là phải mua nhiều. Hiện tại thì có Bồ Tát Thánh Chân giúp đỡ rồi đó. Cũng hy vọng các vị Bồ Tát khác hỗ trợ giải cứu cá thòi lòi trong mấy ngày à. Dạ con hy vọng xã hội này đừng có những người có tâm giống như ba con, không muốn giải cứu động vật. Bởi vì cứ nghĩ là nếu mà thả đi người ta sẽ bắt lại nên sẽ không bao giờ thả. Những con này nó sống ngoài tự nhiên, nó đã có kinh nghiệm. Nay mình giải cứu nó thì nó có thêm một cái cơ hội, như con đã dẫn chứng, đã thấy rõ là bây giờ tới cái nước mà để bắt cá thòi lòi rồi đó. Nhưng mà những con cá thòi lòi chúng ta đã giải cứu thì nó không có xuất hiện nữa. Và người ta cũng không còn bắt được cá thòi lòi nhiều nữa. Bởi vì nó bắt đầu biết sợ con người thì nó sẽ thoát khỏi cái cách bắt đó của con người. Nhưng mà con người chúng ta thì như thế nào? Quý vị cũng biết, rất là thông minh. Không bắt được kiểu này thì sẽ bắt kiểu khác. Nên bây giờ trong làng chài á, thì họ đã thấy được rằng những con vật này nó rất là thông minh, rất là khó bắt nó. Và bữa nay muốn đi bắt lại nó rất là khó. Bây giờ thần thú là huấn luyện để sẵn sàng để đi giải cứu động vật. Này, hiện tại người coi trên YouTube của con thì quá là ít. Con chưa đủ kiếm tiền để nuôi những con thần thú con đi phụ đi giải cứu động vật nữa, huống chi là nuôi con. Ok. Con gì không chú? Chết hết rồi hả? Chết hết hả cô? Còn sống hả? Con gì còn sống, mấy con cá là khỏi nha. Nó chết, nhìn nó vậy chứ nó chết, nó yếu lắm. Cá còn sống nhăn không cả ông ơi. Đó. Mấy con tôm này hả cô? Đưa cá đây luôn, cá sống không à, chết đâu. Gì? Tôm cá còn sống luôn hả? Thế đấy. Tạm biệt. Tạm biệt cô chú. Bởi vì những con nó bị đè trong cái rổ, nó yếu hết rồi. Với lại không có dặn trước nên nó còn khờ lắm. Bây giờ em giải cứu thì cơ hội sống nó cũng
không cao, mà cứu nó thì cũng chưa có ai yêu cầu cứu nó. Đó, thần thú ba chân mà té dấp luôn. Ở đây muốn cứu được thì phải hẹn trước, rồi được đi theo ghe mới cứu được. Không đi theo ghe không cứu được. Nó cơ hội sống sót nó thấp. Ở đây, cứu không? Mấy thần thú của em thì đang muốn đi làm việc rồi. Em biết mấy con tôm nó bị đè trong đó thì chân nó cong lại rồi, tai nó quéo lại. Nó nằm nó sắp lên nhau như vậy. Rồi cá nó đè chồng lên nhau. Muốn cứu nhưng mà không thể cứu. Có ai muốn cứu đâu. Ai muốn cứu không ta? Muốn cứu thì phải dặn em, sau đó em phải đi theo ghe. Em đi theo ghe thì em sẽ cứu được tốt. Còn này về thấy nó đi như vậy, mình chỉ nên cầu siêu cho nó thôi. Cuộc sống là như vậy rồi, quý vị ơi.